này á hả, cái này không dùng phân hoạt trong ngộ độc acetonophen, tại vì cái vấn đề đầu tiên của nó là nó không hấp phụ, nó hấp phụ được. Còn cái cơ chế tác dụng của acetaminophen thì nó là hấp thu qua đường tiêu hóa, thì thật ra nó không không rõ ràng về cái cơ chế mà của phân hoạt nó tác dụng trên cái phân tử của acetaminophen lắm. Chữ này để mình coi lại cái chỗ đó. Em đọc là nó là phân hoạt là không 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 chỉ định đúng không? Dạ thi. Phân hoạt không có chỉ định trong acetaminophen. Tại vì đa số những trường hợp mà nó ngộ độc acetaminophen, tức là liều trên 10 lần so với liều dùng bình thường á, tức là liều ngộ độc. Thay vì ví dụ mình dùng liều 10 thì người ta uống đến liều 100 mg trên ký thì liều ngộ độc. Nhưng mà ngộ độc đó trong cái hoàn cảnh mà mình đánh giá là bệnh nhân nó đã được hấp thu hoàn toàn hay chưa, thì lúc đó mình mới quyết định là lụa bỏ chất độc đó qua đường tiêu hóa hay là mình sẽ dùng chất đấu khớm ở trong máu của bệnh nhân. Thì để anh cô lại cái chỗ mà cái thân hoạt nó thử, tại vì rất nhiều tình huống nó liên quan đến ngộ độc, mà với mỗi cái bệnh cảnh cụ thể thì nó phải có những cái cách tương tác đối với những cái tác nhân đó và qua cái con đường mà cái chất độc đó nó hấp phụ hấp thu hay không. Còn có nhiều trường hợp thì mình phải bắt buộc là mình phải dùng những chất đấu khớm, nếu không có chất đấu khớm thì chỉ có con đường là lộ bỏ độc chất đó bằng con đường thay thế thận hoặc là lọc máu hoặc là đào thải nó qua đường tiểu. Thì để anh coi lại cái chỗ mà phân hoạt nó nói về cái cơ chế tác dụng nó ra. Dạ, em gọi theo. Sau này đi 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 lâm sàng á, ghé qua hồi sức á, thì mình sẽ phân tích mấy cái nguyên nhân cụ thể của ngộ độc. Vì ngộ độc nó rộng lắm, nó không có cụ thể những cái trường hợp nào hết, và tùy theo hoàn cảnh nó cũng có nhiều cái vấn đề liên quan đến thời gian, vấn đề hấp thu, vấn đề thải trừ, nó rất nhiều thứ. Cho nên nó chỉ là một cái khái niệm chung thôi, nguyên tắc thôi, chứ còn đi vào cụ thể thì nó phải tùy trường hợp cụ thể, và mình phải đọc lại, mình phải đánh giá lại, phân tích lại từng trường hợp cụ thể và cái chất ngộ độc đó, chất độc đó nó gây rối loạn ở thời điểm nào để mình quyết định là chọn cái phương pháp phù hợp với bệnh nhân nữa. Rồi nếu mà không thì mình nghỉ hôm nay, rồi bữa mô đó chọn cái bữa đi, rồi lớp trưởng nhắn thì Dạ thầy anh thầy ở lớp xin slide với ạ. rồi để đó mình sẽ gửi qua mail cho em. À, em mô đó đưa cái mail của lớp đây. Dạ để em nhắn qua Zalo.